Xin chào toàn thể anh em. Hôm nay tổng công ty Cờ Bạc Việt sẽ giới thiệu đến anh em cái dòng sản phẩm chơi sóc đĩa Việt đẳng cấp và cao cấp nhất của cái năm 2020 này. Và tôi nói luôn đây là một siêu phẩm. Với cái sản phẩm này, vì sao tôi gọi nó là siêu phẩm? Vì cái sản phẩm này khi đi chơi, anh em đến bất kể một sân bãi nào, anh em không cần phải luồn quân vị hay chén đĩa gì. Quân vị, chén đĩa hoàn toàn là của chủ sân chủ sới. Anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi mỗi một cái bộ máy, nó là máy thu quét quân vị báo rung này, nó là dòng máy S900, nó là sản phẩm cao cấp nhất cho môn chơi sóc đĩa bây giờ. Cái sản phẩm này tôi giới thiệu đến toàn thể anh em, cũng như giúp tất cả những anh em nào thua tha, anh em lọ lần xa bò, anh em có thể lấy lại tất cả những gì anh em đã mất và anh em cũng vào bò một cách an toàn nhất. Cái máy này đi chơi nhá, về nguyên lý hoạt động cũng như cách sử dụng thì ngay bây giờ tôi sẽ giới thiệu qua về cái dòng sản phẩm này. Sản phẩm này khi đi chơi, anh em chỉ cần chuẩn bị cho tôi 2 quả pin tiểu. Mỗi lần anh em lắp pin tiểu nhá, mỗi lần lắp pin anh em chơi được từ 5 đến 7 tiếng với cái dòng sản phẩm pin chuẩn nhá anh em nhá. Về nguyên lý hoạt động của cái dòng sản phẩm này, lẻ nó sẽ rung cho anh em một cái, chẵn nó rung cho anh em hai cái. Anh em đến một sân bãi nào đó, anh em lắp pin trước, lắp pin từ trước anh em nhé, trước khi vào bãi. Sau khi lắp pin vào lên đèn này, sau khi anh em vào bãi, anh em chờ khoảng 10-15 phút, máy nó sẽ thu được rơi, tiếng rơi quân vị, nó thu âm một tiếng rơi nhé. Và nó báo cho mình biết thế nào là chẵn là nẻ anh em nhé. Cái máy này đi chơi thì anh em đúc trong người nhé, anh em đúc trong ống chân, ống quần, cặp quần, túi quần đều được hết anh em nhé. Quân vị chén đĩa là hoàn toàn xanh chín rồi, tôi sẽ test qua vấn đề quân vị cho anh em luôn, cũng như chén đĩa luôn này. Bát đĩa là không liên quan anh em nhé. Này, bát không liên quan này, đĩa không liên quan nhé. Còn quân vị là không liên quan rồi, tí nữa tôi sẽ xé lắp quân vị cho anh em xem luôn. Này, đĩa này soi vào trong veo này, không liên quan thế nào anh em nhé. Anh em chỉ cần cầm với máy đi thôi. Máy thì đi chơi thì anh em đúc trong người, làm video tôi sẽ để ra cái bát để nó kêu to, anh em cùng nghe và cảm nhận cái nhịp rung nó nhá. Nó rung rất là êm, rất là nhẹ, em đi chơi đúc trong người để người ngồi bên cạnh cũng không thể biết được này. Tôi sẽ để máy rung ra cái bát này này, sau đó tôi sẽ sóc 1-2 tiếng bạc để cho máy nó thu được tiếng rơi này. Cứ có chẵn có lẻ là máy nó sẽ báo được cho anh em này. Đấy, có chẵn có lẻ rồi, tôi sẽ sóc luôn này. Anh em nhìn cái đèn nháy đó nhá, máy rung một này là nó nháy một đèn này, chắc chắn là lẻ anh em này, ba trắng này, chuẩn xác nó là tuyệt đối 100% luôn anh em nhá. Cái sản phẩm này đi chơi thì không có độ sai số rồi, nó đẳng cấp và cao cấp nhất bây giờ rồi. Máy vẫn báo rung một này, đèn vẫn nháy một này, anh em nhìn được nhịp đèn anh em biết luôn này, vẫn là lẻ này, ba đen này, ba trắng chuyển sang ba đen này. Ba đen và sóc này, máy báo rung một tiếp này, vẫn là lẻ này, bạc cầu lẻ luôn. Đấy. Ba đen này, máy vẫn báo rung một này, vẫn là lẻ này, ba trắng này, ba đen chuyển ba trắng này, sóc ba trắng sóc tiếp này. Máy vẫn báo rung một này, vẫn là lẻ này, ba trắng này, bạc đang bật cầu này. Đấy, đèn báo rung hai này, chẵn này này, không cần biết sấp đôi tứ tử này, sấp đôi này. Đấy. Sau đây tôi sẽ bỏ quân vị đó này đi, tôi sẽ cắt quân vị bài, bộ vị bài ngẫu nhiên nhé anh em nhé, một bộ vị bài ngẫu nhiên ở đấy. Đây. Cắt một bộ vị bài ngẫu nhiên để tôi thử bằng quân vị bài anh em này. Vì video không có nhiều thời gian, tôi sẽ thử một vị đóm và vị bài thôi. Còn anh em chơi bất cả quân vị gì, máy đều báo được hết nhá. Quân bài, quân chắn, quân đóm, bao thuốc hay là anh em nước ngoài chơi một vị bài nước ngoài, bài nhựa, bài nhớt, máy đều báo hết này. Tôi vị bài thì máy nó thu tiếng âm quân vị nên là anh em phải sóc một vài tiếng nhá. Bất cả vị gì thì máy nó mới thu được, vẫn là chẵn này, có chẵn có lẻ là máy nó sẽ báo được này, vẫn là chẵn này. Có chẵn có lẻ rồi, máy bắt đầu sẽ rung và báo cho anh em nhé. Anh em đi chơi lưu ý nhá, cái vấn đề này là khi chơi phải chờ cho có chẵn có lẻ thì máy nó mới bắt được
con vơi rơi con vị và nó thu được tiếng rơi con vị và nó báo cho anh em. Máy báo rung hai này anh em này, nhìn thấy đèn nháy hai cái này, chẵn này anh em này, không cần biết là sấp đôi tứ tử này, sấp đôi này, sấp đôi tôi sóc tiếp này, cái này chèn vị đề vị máy để báo hết nhá, và cái cự ly khoảng cách từ quân vị cho đến bát đĩa, từ quân vị bát đĩa cho đến máy, anh em đánh được cự ly từ 5 mét cái đầu rồi, nó cự ly rất là tốt cho anh em đánh. Máy báo rung một này anh em này, nè này anh em này, ba đen này. Máy báo rung một tiếp này, nè này anh em này, vẫn là ba đen này, chuẩn xác tuyệt đối 100% luôn này, trong vị đề vị máy đã báo hết này. Máy báo rung một anh em này, nè tiếp này, ba trắng này. Sau đây tôi sẽ để máy trong người này để tôi cảm nhận nhịp rung nó này, xem nó độ rung rất là êm, rất là nhẹ này. Không bao giờ anh em có thể người ngồi bên cạnh không thể nghe được này. Máy báo rung một này anh em này, nè này anh em này, đánh 100 triệu lẻ luôn này, ba trắng này. Máy báo rung hai này anh em này, sấp đôi này anh em này, à chẵn rồi này, không còn biết sấp đôi thứ tử này, chẵn này. Tôi sẽ sóc kỷ niệm anh em một tí bảng nữa này, tôi sẽ để máy ở đây. Máy báo rung hai này anh em này, chẵn này. Đó, trồng vị này vị máy đã quá hết này. Anh em nào quan tâm đến sản phẩm này, anh em cứ liên hệ trực tiếp theo số điện thoại online của tôi trên màn hình này. Tôi thì ở Hà Nội có hai cơ sở, một là gần bến xe Mỹ Đình này, hai gần bến xe Giáp Bát và khu vực phía Nam. Tôi có cơ sở gần bến xe miền Đông, bến xe miền Tây này. Này, vị này, vị là hoàn toàn xanh chín anh em nhé. Anh em gần bất cả cơ sở nào, anh em qua trực tiếp cửa hàng, anh em đến cửa hàng tiếp đồ thử đồ thoải mái anh em nhé. Còn anh em nào mà ở xa, anh em không qua được, tôi sẽ tiếp đồ ok gửi anh em đường bưu điện, đường tàu xe chuyển phát nhanh. Làm sao anh em nhận hàng cách nhanh nhất, giúp anh em chơi, anh em gỡ gạc lại những gì anh em đã mất. Rồi rất cảm ơn anh em đã theo dõi video clip của tôi. Chào anh em, hôm nay mình lại ra video mới để giới thiệu cho em cái đồ mới nhất hiện nay dành cho môn đánh sóc đĩa bịp. Hôm nay giới thiệu cho em một sản phẩm, đó là máy thu âm quân vị anh em nha. Với cái máy thu âm quân vị này tôi khẳng định luôn, cái đồ này đồ mới nhất hiện nay rồi, chỉ là tôi có độc quyền anh em nha. Anh em lưu cho tôi một điều cực kỳ quan trọng nha. Anh em đi chơi quân vị người ta, anh em cho tôi một điều cực kỳ quan trọng, anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi cái máy thu âm quân vị này thôi, không cần mang bát đĩa quân cán đi anh em nhá. Bát đĩa và quân cán hoàn toàn là sai chín anh em nhá. Anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi cái máy này và khởi động lên, anh em đi cho tôi một điều cực kỳ quan trọng nhá. Tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng nó như nào. Cần cái sóc xong ạ, mặt chẵn hoặc mặt lẻ, lẻ tức khắc dùng cái, chẵn dùng hai cái. Tại sao như thế? Bởi vì cái sóc xong kiểu gì quân nó sẽ lẻ anh em chưa. Về mặt lẻ, từ các quân nó sẽ chìm xuống, từ các máy này nó sẽ nhận được tiếng âm của cái bộ vị đó. Tự nhiên lẻ nó sẽ dùng một cái và chẵn nó sẽ dùng hai cái, em cho tôi điều cực kỳ quan trọng nha. Ai làm cái, ai sóc cái được. Cứ khoảng cách ngồi từ 2 mét hết về là được. Cứ ăn cái nó xong, từ các nó sẽ thu âm quân vị nha anh em nha. Tôi khẳng định luôn cái đồ chuẩn xác 100% nha anh em nha. Bát đĩa và quân cán hoàn toàn là sai chín. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ vào thực tế luôn để hướng dẫn cách sử dụng nó như nào, xem có hiệu quả như nào không anh em nha. Cái đồ này đồ từ Macau về vừa cập bến thôi anh em ạ. Anh em hãy nhanh tay alo trực tiếp cho mình trên số điện thoại trên màn hình anh em nha, để tư vấn cụ thể hơn anh em nha. Bây giờ tôi sẽ vào test thử luôn. Bát đĩa hoàn toàn là sai chín anh em nha. Bát hoàn toàn là sai chín anh em này, đĩa hoàn toàn là sai chín anh em nha. Tôi khẳng định luôn với cái đồ này anh em chơi không cần mang bát đĩa quân cán đi anh em nha. Anh em đến mua hàng trực tiếp, anh em có thể mang bát đĩa quân cán đến thử hàng trực tiếp anh em nha. Sau tôi vào thực tế luôn, anh em đi chơi chỉ cần bật cho tôi khởi động máy lên, khởi động máy lên, tự nhiên những con chip này nó sẽ khởi động máy này anh em này, nó sẽ lên đèn anh em nha. Anh em ạ, anh em đi nha, cứ gần cái nó xong một hai cái anh em bình tĩnh ạ, đánh lẻ nó sẽ dùng một cái và chẵn nó dùng hai cái, anh em cho tôi một điều cực kỳ quan trọng anh em nha. Bây giờ tôi không nói nhiều nữa, tôi đánh thử luôn anh em này.
tôi quay clip ạ, thì tôi sẽ để ra cái đĩa này để cho anh em nghe và cảm nhận cùng tôi. Còn lâu tí tôi đúc vào người chỉ có mình tôi biết thôi anh em nha. Anh em nhìn nha, cái đèn này cứ cần nháy một cái nó là lẻ, mà nháy hai cái là chắn. Anh em nha, tôi lật mặt vị này. Anh em nhìn thấy hai nháy chưa? Dung chỉ mình biết được, người cạnh không thể biết được anh em nha. Sau tôi không có nhiều, tôi vào thực tế nó sắp thử luôn anh em nha. Đèn báo hai cái, anh em nhìn rất rõ nhé, đèn hai cái, dung chỉ mình biết, người không cái bên. Tất nhiên là chắc rồi, dung hai cái là chắc rồi, đánh 1 tỷ chắc này, mở này. Không bao giờ sai anh em nha. Tiếp này. Anh em để ngang thì giờ cứ gần cái xong ạ, đặt xuống im quân nó sẽ đo rồi. Bạc cầu rồi, đèn vẫn nháy hai cái, vẫn là dung hai cái anh em nha. Đánh 5 triệu và chắc này, mở này. Không mà sai, chồng quân chồng vị, máy đều được ra kết quả anh em nha. Tiếp này. Bạc cầu rồi, đèn vẫn nháy hai cái và dùng hai cái, đánh tất và chắc cho tôi, mở này, tứ tử đây anh em này, tiếp này, đồ đạc rất chuẩn chỉ anh em nha. Bạc đi rồi, đèn nháy một cái và dùng một cái, tất nhiên là lẻ rồi, đánh tất tay vào mặt lẻ cho tôi, mở này, ba trắng anh em này, đồ đạc rất chuẩn chỉ anh em nha. Sau đây tôi để ra cái bát ạ. Cái đĩa để rung để cho anh em cảm nhận cái đèn của nó và cái rung của nó như nào. Bây giờ tôi sẽ đúc vào người, rung chỉ mình biết thôi. Người ngồi cạnh thì thể biết được anh em nha. Tôi đúc luôn vào người, tôi thử cho anh em này. Ba trắng sắp tiếp này. Anh em để ngang hay để dọc đều hết. Rung hai rồi, rung hai trong mắt trong nhiên tất nhiên chắc rồi. Đánh 5 đều chuyện chắc này, mở này. Không bao giờ chuyện sai anh em, nó sắp hai này anh em này. Cứ gần cái đắp xong ạ, đặt xuống ạ. Cái quân nó tự nảy. Máy nó tương thu âm anh em nha, đồ này đồ mới ra, đồ đẳng cấp nhất rồi. Anh em hãy nhanh tay alo trực tiếp tư vấn. Máy báo rung 1 rồi, rung 1 trong mắt trong nhất tất nhiên là lẻ rồi. Đánh 5 triệu vào mặt lẻ, mở này. Không bận xài ba đen này anh em này, đồ này mới ra. Anh em hãy nhanh tay alo trực tiếp tư vấn anh em nha. Tiếp này, cần cái lắp xong đặt xuống nó thu quân vị rồi. Máy vẫn báo rung 1, rung chỉ mình biết thôi, người cạnh có thể biết được. Đánh 1 tỷ vào lẻ này, mở này. Không mà sai vẫn ba đen này, chồng quân chồng vị, máy đều đưa ra kết quả anh em nha. Cứ gần cái trong xong ạ, im quân im mắt, quân nó nhảy xong nó sẽ thu tiếng âm nha anh em nha. Bạc cầu rồi, máy vẫn báo rung 1, đánh 1 tỷ và lẻ này, mở này. Không bẩn chuyện sai anh em nha. Qua vài tiếng bạc ạ, anh em biết cái độ chuẩn xác của cái máy thu quân vị là như nào rồi anh em nha. Anh em đi chơi ạ, anh em cho tôi một điều cực kỳ quan trọng nha. Anh em đi chơi, chỉ cần cầm cho tôi cái máy thu quét quân vị thôi, bát đĩa và quân cắn hoàn mà là xanh chín. Anh em mua hàng có thể mang bát đĩa quân cắn xanh chín của anh em đến cửa hàng thử hàng trực tiếp anh em nha. Anh em đi chơi chỉ khởi động cái máy này lên, anh em đi nha, cứ gần cái ạ, ví dụ lẻ này thì đèn nó sẽ nháy anh em nha, nó rất dễ anh em nha. Đấy nhìn này, nó sẽ rung hai cái anh em nha, lẻ một cái nữa này, nó rung một cái này anh em này, đèn nó sẽ nháy một cái này anh em này, đồ đặt rất chuẩn chỉ, nó đã thu âm quân vị nha, cần mặt trắng hoặc mặt lẻ thôi, nó cứ đặt xuống là ok anh em nha. Anh em nào có nhu cầu mua hàng ạ, xin liên hệ alo trực tiếp số điện thoại trên màn hình anh em nha, để được tư vấn cụ thể hơn anh em ạ. Cái đồ này mới ra anh em nhanh tay alo trực tiếp mình tư vấn, cảm ơn xem clip. Chào anh em, hôm nay mình lại ra video mới để giới thiệu cho em cái đồ mới hiện nay dành cho môn đánh sóc đĩa bịp. Hôm nay giới thiệu cho em một sản phẩm, đó là máy thu âm quân vị V68. Với cái máy thu âm quân vị V68 này, anh em đi vào một cái sòng cái sới muốn bịp người ta, không cần mang bát đĩa quân cán đi, anh em vẫn có thể làm chủ cuộc chơi anh em nha. Anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi đúng duy nhất đó là cái máy thu âm quân vị V68 này thôi. Bởi vì nhà mình đã lập trình được những cái tiếng nhảy của các bộ quân anh em nha. Thăng Long, hay Villa, quân bài, quân chắn, quân ngựa, quân đóm đều hết anh em nha. Nhà mình đã lập trình được bởi vì những cái tiếng cái sắp lên ạ, trong quân, trong bát, trong đĩa tất nhiên là có những cái tiếng động nha anh em nha. Những cái tiếng động của bộ quân lảo xào anh em nha, nó sẽ thu âm được tất cả anh em nha. Anh em lưu này, ở trong cái sới bạc ạ, kiểu gì có những cái tiếng động hoặc là tiếng người nói anh em nha. Nhưng những cái máy này không bao giờ bắt được anh em nha, nó chỉ bắt được những cái tiếng quân nhảy thôi nha. Bởi vì nhà mình đã lập trình lên tất cả các bộ quân anh em nha. Anh em lưu này, cứ khoảng cách từ 2.5m đến 3m, ai làm cái, ai sóc cái được, anh em đúc vào đâu được, nó sẽ thu âm được tất cả những cái bộ quân anh em nha. Anh em nhìn này, cái máy này
nguyên lý hoạt động nó cực kỳ đơn giản, cứ gần cái sóc lên những cái bộ quân chống ba chống nghĩa nó sẽ có ra những tiếng động anh em nha, nó sẽ thu âm lẻ, tức là dùng một cái mà chẵn nó sẽ dùng hai cái, dùng là dùng trực tiếp lên nó rồi, không phải qua bất cứ một bộ phận nào nó cả anh em nha. Sau tôi không lấy nhiều nữa, tôi sẽ test thử luôn cho anh em vài ba tiếng bạc. Anh em lưu này, đây là bộ bát xay chín, đây tôi thử luôn cho anh em nhé, anh em nha. Bây giờ tôi sẽ kiểm chứng luôn anh em nha, bát đi o hoàn toàn là xay chín. Anh em lưu nhá, anh em ạ. Xem hết cái cuối video này, tôi vẫn đập mát và đập đĩa và xé quân cho anh em 100% là xanh chín anh em nha. Cái đồ này mới ra, anh em nghe cái alo trực tiếp cho mình, số điện thoại trên màn hình anh em nha. Với cái dụng cụ này, anh em đi chơi không cần mang bát đĩa quân cán đi, anh em có thể bịp được người ta anh em nha. Anh em mua hàng, cầm bát đĩa quân cán lên thử hàng trực tiếp anh em nha. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng nó như nào. Đầu tiên, anh em đi chơi, anh em sẽ khởi động nguồn lên, khởi lên để những cái đèn này nó sẽ sáng lên để nó bắt sóng tất cả những cái bộ quần anh em nha, nghe tất cả những tiếng âm của bộ quần anh em nha. Tôi quay clip ạ, thì tôi sẽ để ra cái bát này để cho anh em nhìn vào cái đèn và cái độ rung của nó như thế nào, có nó tín đúng con người chỉ mình biết anh em nha. Bây giờ tôi hất luôn bộ quần này anh em, anh em nhìn thấy chưa, hai đèn tất nhiên là rung hai, tất nhiên là chắc rồi anh em nha. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi bảo thực tế tôi sắp thử một nơi anh em nha. Anh em mà sóc này, những tiếng quân nó đang nhảy lên, nó sẽ thu âm được tất cả các anh em nha. Máy báo rung một rồi và đèn rung một rồi, trong ba trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi. Đánh 50 triệu mà lẻ này, mở này, không bàn sai, ba đèn này anh em này, đồ đạc rất chuẩn chỉ anh em nha. Tiếp này, tôi khẳng định luôn cái đồ này vừa từ Macau về, chỉ là tôi có độc quyền anh em nha. Anh em nhìn thấy chưa, hai nháy và hai dung tất nhiên là chắc rồi, đánh cả một tỷ và chắc này, mở này, không bao giờ có chuyện sai anh em nha. Tiếp này, cơn cái sắp lên, những cái tiếng quân nhảy nó sẽ thua được tất cả nha anh em nha. Đen nhé một cái và dung một cái, trong mắt trong nhất tất nhiên là lẻ rồi, đánh một tỷ và lẻ này, mở này, không bao giờ sai. Ba trắng này, chồng quân hay chồng vị, máy thua đều đưa ra kết quả anh em nha. Qua vài tiếng bạc ạ, tôi để trong mắt để cho anh em nhìn cái độ dung và cái đèn nó như nào. Bây giờ tôi sẽ đúc luôn vào người, dung chỉ mình biết thôi, người cạnh không thể biết được anh em nha. Tôi đúc luôn vào người này, tôi đánh thử cho anh em nha. Ba trắng sóc tiếp này, nó sẽ thua được tất cả nha, từ 2m rưỡi về cho anh em nha. Máy báo dung ai rồi, trong mắt trong như tất nhiên là chắc rồi, đánh cả một tỷ và chắc đây, mở này, không bao giờ có chuyện sai anh em nha. Máy làm gì có chuyện sai anh em. Cái đồ này mới ra anh em nghe anh tên alo trực tiếp mình, số điện thoại trên màn hình để mình tư vấn anh em nha. Máy báo dung ai rồi, chồng ba chồng nhiên tất nhiên là chắc rồi, đánh 50 triệu mà chắc này, bán chắc này, ai đắt cái này cũng ra đây mà thôi, mở này, không bao giờ có chuyện sai anh em nha. Kỷ niệm cho em một tiếng bạc này. Máy báo dung một rồi, chồng ba chồng nhiên tất nhiên là lẻ rồi, đánh cả một tỷ lẻ này, mở này, ba đen này anh em này. Qua vài tiếng bạc anh em biết cái độ chuẩn xác của cái máy thu âm quân vị V68 này như nào rồi anh em nha. Anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi cái máy này thôi. Bây giờ tôi sẽ để ra cái bát và tôi sẽ lắc lên để cho anh em nhìn vào cái đèn và cái độ rung của nó như nào anh em nha. Anh em nhìn thấy chưa, hai rung và hai đèn tất nhiên là chắc rồi anh em nha. Qua vài tiếng bạc anh em biết cái hiệu quả của cái máy thu âm quân vị này như nào rồi. Anh em nào có nhu cầu mua hàng xin liên hệ số điện thoại trên màn hình. Nhà mình có hai cơ sở, bến xe Mỹ Đình hoặc bến xe Giáp Bát. Anh em lưu ý nhá. Anh em đi chơi không cần mang mát đi, quân cán đi, anh em chỉ cần cầm cho tôi đúng cái máy thu âm quân vị V68 này thôi anh em nha. Bây giờ cuối video rồi, tôi sẽ đập bát và xé quân cho anh em, kiểm chứng cho anh em 100% là sai chín anh em nha. Anh em lưu ý này, bát đĩa quân cán hoàn toàn là sai chín, tôi khẳng định luôn. Cái đồ này đồ độc quyền chỉ nhà tôi có anh em nha. Bây giờ tôi sẽ đập mát và đập đĩa luôn cho anh em. Anh em nhìn này, 100% là sai chín anh em nha. Bây giờ tôi đập mát luôn anh em. Anh em hiểu nhá, 100% là sai chín anh em nhá. Cảm ơn anh xem clip. Kiểm chứng cho anh em. 100% là sai chín anh em nhá. Tôi đọc biết anh em. 100% là sai chín anh em nhá. Chào anh em, hôm nay mình lại ra video mới để giới thiệu cho em cái đồ mới nhất hiện nay dành cho môn đánh sau đi bịp. Hôm nay giới thiệu cho em một sản phẩm, đó là máy nhận diện quân vị S68 này. Với cái máy nhận diện quân vị S68 này, anh em cho tôi một điều cực kỳ quan trọng nhá. Anh em đi chơi không cần mang bát đĩa quân cán đi, anh em mới có thể bịp được người ta. Ngày xưa anh em muốn bịp người ta, tất nhiên anh em phải luồn bát hoặc luồn đĩa hoặc luồn quân.
Nhưng bây giờ thầy đuổi 4.0 rồi. Anh em đi chơi chỉ cần cần cho tôi đúng một cái máy duy nhất, đó là cái máy nhận diện quân vị S68 này đi thôi, là anh em vào sòng và sới, là anh em làm chủ chơi, không cần mang bát đĩa quân cán đi, anh em cũng có thể bị người ta. Anh em nhá, anh em như thế này, cái máy nhận diện quân vị này bởi tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng nó như nào. Ví dụ anh em biết địa phương anh em chơi quân gì, thằng nào ngoài villa, quân bài, quân tú, quân đóm đều ghét. Anh em biết chỗ chơi anh em chơi quân gì, anh em sẽ nhận diện trước ở nhà đi. Ví dụ chơi quân tú, tôi sẽ mua một cỡ bài giống ở trong sới chơi và tôi sẽ nhận diện ở nhà đi. Hoặc thằng Long cũng như thế anh em nhá, quân và bát đĩa hoàn toàn là xe chín, anh em cứ nhận diện trước ở nhà đi. Và anh em đúc cho tôi cái máy này vào người là anh em làm chủ chơi. Anh em lưu nhá, cái máy này dùng hoàn toàn bằng sạc điện. Sạc điện thì anh em biết rồi, chơi ít nhất 15-16 ngày nó mới hết được pin. Anh em mới sạc 3-4 tiếng, anh em chơi thoải mái, chơi lửa tháng cũng không nói pin anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ vào hướng dẫn cách sử dụng và test thử với anh em bát đĩa và quân cán hoàn là dây chín rồi. Bây giờ test thử bát đĩa này, tôi test thử như này, nhưng cuối cái video này tôi vẫn đập bát và đập đĩa và xé quân cho anh em 100% là dây chín, tôi kiểm chứng luôn cho anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ test thử luôn cho anh em và hướng dẫn. Ví dụ địa phương tôi chơi tú đi anh em nhá, tôi sẽ lấy ngẫu nhiên một quân bài, quân này là quân của sới, tôi biết là sới nó chơi quân bài rồi, tôi sẽ mua một cỡ bài ở ngoài hàng tạp hóa về để tôi cho máy nhận diện. Bởi vì nhà mình đã lập trình được tất cả các màu quân, nó chỉ cần nhận diện được màu quân là vào sòng và sới là nó chiến thắng, cứ khoảng cách 3 mét hết về nó sẽ nhận diện được anh em nha. Anh em đi chơi ở nhà anh em bật sắt đi, bật lên nó sẽ tín hiệu và tôi sẽ nhận diện được màu quân nhá. Ví dụ thằng nào hay villa cũng như thế, anh em nhận diện trước ở nhà đi và anh em vào sòng và sới là anh em làm trục chơi, quân cán và bát đĩa hoàn toàn là xanh chín rồi anh em nhá. Anh em mua hàng, anh em cầm quân cán bát đĩa đến cửa hàng trực tiếp anh em nhá, kiểm chứng luôn cho tôi 100% là xanh chín anh em nhá. Lá bài này nó đã hết tác dụng rồi bởi vì nó đã nhận diện ở nhà anh em nhá. Bây giờ tôi quay video ạ, tôi sẽ để ra cái bát này để cho anh em nhìn vào cái đèn và cái độ nháy nó như nào. Còn đâu tí nó đúc mọi người chỉ mình tôi biết thôi anh em nhá. Tứ tử nó không thu được màu nào, tất nhiên mé nó không dùng. Nó ba đen hay ba trắng, nó thiếu một màu nó sẽ dùng một cái và nó sẽ nháy đèn một cái anh em nhá. Sấp hai nó thiếu hai màu, nó sẽ dùng hai cái. Ba đen hay ba trắng đều như thế, thiếu một màu nó sẽ dùng một cái. Tứ tử không có màu nào nó sẽ không dùng anh em nhá, bởi vì nó không thu được màu nào anh em nhá. Bây giờ kiểm chứng tôi sóc thử luôn cho anh em nhá. Tứ trắng xong rồi. Nháy hai đèn và rung hai cái, tất nhiên trong bát trong đĩa số 2 rồi, đánh cả 1 tỷ và số 2. Mở đây, không bao giờ có chuyện sai. Trong quân hay trong vị máy đều nhận dạng diện được hết anh em nhá. Tiếp này. Nháy một cái và rung một cái, trong bát trong đĩa tất nhiên lẻ rồi, đánh 1 tỷ và lẻ. Mở đây. Ai đắt tiếng lẻ chỉ có ra đi mà thôi. Mở đây, không bao giờ sai. Ba đèn này anh em này. Qua 2-3 tiếng bạc tôi để ra cái bát rung để cho anh em cảm nhận thôi, bởi tôi sẽ đúc vào người rung chỉ mình biết được, người cạnh không thể biết được anh em nha. Anh em đứng ở trên có thể chơi được, cứ khoảng cách 3 mét nó nhận diện hết các màu quân vị anh em nha. Máy báo rung 1 rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh 1 tỷ và lẻ này, bán lẻ ai đấy tính lẻ chữ ra đi mà thôi. Mở này, không mà sai. Ba trắng anh em này. Tiếp này, anh em nhìn nha, quân nặng được, bát đĩa nặng được anh em nha. Bát đĩa và quân cán hoàn toàn xanh chín rồi, máy không rung, nó không thu được màu nào, tất nhiên nó là tứ tử rồi. Đánh 200 triệu vào Senko cho tôi, đánh sập luôn cả bảng vị anh em nha. Mở này, không mở sai, tứ tử đen này anh em này. Tiếp này, đồ đạc rất chuẩn chỉ anh em nha. Tôi khẳng định luôn, cái hàng này hàng nhập, vừa nhập từ Macau về anh em nha, chỉ nhà tôi có rồi anh em nha. Máy báo rung 1 rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh cả 1 tỷ vào lẻ này. Mở này, không bạ sai. Ba trắng này, chồng quân hay chồng vị máy đều đưa ra kết quả anh em nhá. Kỷ niệm cho anh em một tiếng bạc nữa này. Anh em nào có nhu cầu alo trực tiếp cho mình chia số điện thoại trên màn hình anh em nhá. Kỷ niệm cho anh em một tiếng bạc nữa này. Máy báo rung 1 rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh cả 1 tỷ vào lẻ này. Mở này. Ba đèn này anh em này, anh em biết cái hiệu quả của cái máy nhận diện quân vị này như nào chưa anh em nhá. Anh em đi chơi chỉ cần mang cho tôi cái máy nhận diện này thôi là anh em làm chủ chơi. Bát đĩa và quân cán hoàn là danh chỉ thôi. Bây giờ tôi sẽ để tay bát để tôi nhận lập tiếp để cho thiếu mặt vị, để cho anh em dung và anh em cảm nhận thế nào. Sơ 2 nó thiếu hai mặt
nó sẽ rung hai cái này anh em này. Anh em biết hiệu quả như nào rồi, tứ tử nó không có màu nào nó sẽ không rung anh em nhá. Anh em nào có nhu cầu mua hàng ạ, alo trực tiếp cho mình trên số ạ trên màn hình anh em nhá. Nhà mình có hai cơ sở, bến xe Mỹ Đình hoặc bến xe Giáp Bát. Anh em cầm bát đĩa cuôn cán đến thử hàng trực tiếp anh em nhá. Bởi tôi sẽ tắt máy đi và tôi sẽ đập bát và đập đĩa và xé cuôn cho anh em để cho anh em kiểm chứng cho anh em 100% là sai chín anh em nhá. Xong anh em lại bảo tôi giàn dựng video anh em nhá. Bởi tôi sẽ đập bát cho anh em và đập đĩa cho anh em kiểm chứng cho anh em 100% là sai chín anh em nhá. Tôi đập đĩa cho anh em 100% là sai chín anh em nhá. Cảm ơn anh xem clip.